Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh KaThiêm.com. Và như tiêu đề các bạn đã thấy, trên bàn mình đang là một hộp quà đến từ Lazada có trị giá là 25 triệu, đó là gì? Video này mình sẽ giới thiệu. Thì lúc mình mới biết tin trúng cái hộp quà này thì sướng hết như điên luôn. Mình thì được Lazada tặng đầu tiên là cái sạc dự phòng remote này. Cái thứ hai là điện thoại Motorola C thì làm giveaway tặng anh em rồi. Và đây là cái phần quà giá trị lớn nhất mình nhận được. Trước thì cũng nhận được một phần quà từ Toy Sphere là mấy cái con thú này, 72 con. Ok, thì khi nào kênh mình được 100.000 subscribe thì sẽ làm một cái event giveaway. Nói chung là chưa biết tặng gì, lúc đó thì sẽ nghĩ sau, nhưng mà sẽ có nhiều phần quà nha anh em, chứ không phải là một phần quà đâu. Ok, thì đây là sản phẩm được tặng, không, chính xác là trúng thưởng. Chắc nhiều bạn cũng thắc mắc là sao mình nhận được cái hộp quà này. Các bạn cứ làm mấy cái video review giống kênh YouTube của mình là được. Nhưng mà làm vất vả lắm đấy nhá. Mình làm hơn một năm rồi đấy, và rất ít khi đi chơi. Làm việc cả tuần luôn, 24/24. Anh em thấy ngày nào mình cũng up video, cả thứ bảy và chủ nhật luôn. Rất ít khi ra ngoài đường, chỉ biết đến công việc thôi. Lúc đầu thì mình định bán và thêm tiền để mua con iPhone X, vì con iPhone X 64GB giờ cũng giá chỉ 25 triệu thôi. Và con 8 Plus này thì 256GB thì mình không dùng hết được dung lượng. Cái con Note 4X này 32GB mà mình còn chưa dùng hết được 16GB cơ. Cài mỗi hai game Liên Quân và PUBG. Nên mà nếu mua 8 Plus thì mình khuyên các bạn nên mua bản 64GB thì khoảng 19 triệu thôi. Ok, và vấn đề chính rồi. Đây, hộp quà Lazada, tem niêm phong các thứ này. Đó. Hơi mờ chút nhở. Đây. Đây sản phẩm Apple iPhone 8 Plus 256GB Gold màu vàng, đáng thanh toán. Đó. Tem niêm phong Lazada. Đây, đằng sau cũng có luôn. Và bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem. Rất là hồi hộp luôn. Vâng, tay vẫn còn run. Và bạn nào muốn mua sản phẩm này, mình sẽ để link mua ở dưới mô tả video, trong comment video này. Ok luôn. Hồi hộp quá anh em ơi. Wow. Rất là hồi hộp luôn. Wow. iPhone 8 Plus. Wow. Mặc trong một cái lớp chống sốc. Tất nhiên rồi, điện thoại mà. Ok anh em. Wow, cầm khá là nặng đấy. Sẽ tháo lớp chống sốc này ra. Hồi hộp quá. Lại được bóc tem điện thoại rồi. Vâng, lần này được bóc tem con điện thoại rất là giá trị. Ở trong cái hóa đơn. Hóa đơn. Đây là cái hóa đơn anh em ơi. Đó. iPhone 8 Plus. Thành tiền trước thuế 22 triệu, 10% thuế 25 triệu. Tổng tiền thanh toán 0 đồng. Ôi. Cứ nhìn thấy chữ 0 đồng là sướng rồi. Ok, và sản phẩm của chúng ta đây. Wow. Màu vàng nhá. Sang chảnh chưa? Rồi ôi. Được bọc trong một túi ni lông. Đây chưa phải là lớp siêu. Có tem, lại có một cái tem Lazada nữa này. Rồi. Tay vẫn run. Rồi tắt. Đây mới là lớp siêu à. Trời ơi, chắc không cần phải giới thiệu gì nhiều con này đâu. Nói chung là 3 đến 4 triệu mà còn chiến game mầm mầm, chiến được các game, mọi game thì con này 25 triệu thì chắc chả cần phải test gì đâu. Ủa, giờ mình sẽ bóc siêu em nói nhá. À đây, chỗ để mở siêu đây chứ không phải dùng dao nữa, không phải thủ công nữa. Mình sẽ mở siêu. Đó vậy, vứt đi luôn. Siêu không quan trọng. Quan trọng là cái máy thôi. Ui. DJI Apple in California. And...
Ui. Wow. Trời ơi, Apple iPhone 8 Plus màu gold đẹp mê hồn, đẹp mê ly luôn. Wow. Nguyên siêu. Ok, chúng ta sẽ xem phụ kiện trước nhá. Đó, củ sạc. Đấy, sạc vẫn còn dán cái gì đây, bóc ra luôn. Bóc hết, có gì bóc hết. Đây, một vài thông tin. Đó, thông tin in hơi mờ mờ. Đấy. Và đây là củ sạc. Tiếp theo chúng ta có cái gì? Tai nghe. Ui, tai nghe có dây. Tai nghe cổng bằng đầu lightning và sạc cáp. Cáp sạc. Đầu lightning. Đó, là đẹp. Ok. Phụ kiện chỉ có thế thôi. Hết rồi. Chúng ta sẽ để phụ kiện qua một bên. Và đây là máy của mình. Máy của mình nhá. Ok, còn một lớp siêu này mình sẽ bóc nốt ra luôn. Sao lắm siêu thế hả rồi? Rồi. Rồi lại siêu nữa này. Hai lớp siêu liền. Ủa. Giờ mới dùng được cái máy đắt tiền đấy, 25 triệu luôn mà. Ủa. Không có gì để chê rồi, cũng chả biết giới thiệu gì nữa. Căn bản là cảm giác đang hồi hộp lâng lâng, chả biết nói gì luôn. Show cho anh em xem vậy. Đây. Trời ơi, chả biết giới thiệu gì anh em ơi. Đẹp từng cm luôn. Ok, giới thiệu qua nhá. À, phía trước chúng ta sẽ có nút home, cạnh phải thì có khe chọc sim và nút nguồn, phía trên thì có chả có cái gì cả, cạnh trái thì có nút tăng giảm âm lượng và nút tắt rung bật rung đó. Cạnh dưới thì ui mình bật luôn rồi. Cạnh dưới thì có loa và jack lightning. Hello 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 hola hello hulu. Ok hello luôn. Xin chào. Ok, đây là bản cho thị trường Việt Nam luôn nhé anh em. Chúng ta sẽ kiểm tra xem có Google Play không. Để mình sẽ vào Google Play để cài Liên Quân. Quá phê luôn ấy. Ôi, đẹp từng cm. Đấy. Camera kép nha anh em. Đang tìm điểm gì để che con này đây. Mình đang nghĩ bắt phải lắp sim à. Trời, để mình lắp sim nha anh em. Nói về sim thì mình lại nhớ là không thể quay đọc sim. Đây là cái sách. Ở đây đây, quay đọc sim đây. Đây, hai quả táo chúng ta có thể dán đâu. Hôm trước mình mua iPhone 4 thì dán một quả ở cửa. Đó, sẽ hướng dẫn sử dụng. Đây học sinh đây anh em. Ok. Tháo ra và lắp sim rồi. Bây giờ lại phải yêu cầu phải lắp sim nữa nhé. Cảm giác được hộp máy mới rất là phê. Sim nano. Rồi. Ok. Ok. Cài dấu vân tay. Rồi thì cài. Ok, trời ơi, cài nhiều thứ quá. Trời ơi, mãi chưa được dùng máy mới đây. Lúc thì bắt đăng nhập iCloud, lúc thì bắt tẩy vân tay, không bỏ qua được như kiểu dòng mấy dòng Android ấy. Xong lại bắt lắp sim các kiểu. Đấy, sắp được sử dụng máy rồi. Cố lên, đợi trời lại hạnh phúc. Bắt đầu. Ok, let's go. Vậy là xong rồi. Đã thiết lập xong. Mắt đẹp luôn anh em ơi. Đấy, anh em xem.
Ok, bây giờ mình sẽ vào Google Play để cài đặt Liên Quân. Google Play đâu? Không có Google Play à? Vãi chưởng. Google Play đâu anh em ơi? Đây, chỉ có mỗi App Store, mình chả hiểu App Store là cái gì luôn. Đó. App Store, gọi là App Store, đó. Phải biết App Store là gì? Đùa. iPhone phải có Google Play với cả thẻ cắm thẻ nhớ chứ. Nhưng mà 256GB rồi thì cần gì phải thẻ nhớ nữa nhỉ? Thế mình cứ tưởng có Google Play thì sẽ tải được Liên Quân và PUBG để test game cho anh em xem máy này có chạy được mượt không. Rất là đáng tiếc luôn. Ok, chúng ta sẽ xem trong phần cài đặt có gì. 256GB, khả dụng 246GB. Thực sự mình đang rất phê, đang phê chả biết nói gì luôn. Mặt kính luôn ạ. iPhone rất đẹp luôn. Màu vàng này như kiểu vàng sữa anh em ơi, chứ không phải là vàng hoàn toàn đâu. Mình định mua cái bản màu hường nam tính, màu hồng nam tính cơ, để giống con Redmi Note 4X của mình cơ. Nhưng mà không có, iPhone 8 Plus này chỉ có 3 màu bạc, vàng và đen thôi. Lúc đầu cũng định mua màu bạc thì nhiều bạn khen màu bạc đẹp hơn. Nhưng mà thôi, mình thích màu vàng. Mình nhìn màu vàng nó cũng đẹp, vừa thủy vân tay. Đó, ok. Để anh em thấy không, mở cái hộp cũng không lên hồn. Đây, chưa khám phá hết luôn. Sau cái tai nghe thì chúng ta sẽ có cái cổng chuyển đổi giữa cáp Lightning với cả cái jack 3.5. Đó, để dùng cho dòng điện thoại khác. Đấy. Trời ơi, nó lại làm tít ở bên dưới. Thế mới khổ. Và căn bản là nhìn em ấy đẹp quá nên quên hết giới thiệu cái gì rồi. Thì đây. Và vừa lại quên không giới thiệu đằng sau hộp. Đó. 256GB iPhone 8. Thế rồi. Vậy thôi. Như vậy là video này mình đã mở hộp quà trị giá 25 triệu Lazada. Một phần quà rất là giá trị luôn. iPhone 8 Plus 256GB. Vâng, lúc đầu thì cũng định bán để mua iPhone X ấy. Mà thôi, có nhờ lộc của Lazada nên mình sẽ để dùng. Các bạn đừng quên sinh nhật Lazada từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 3 nhé. Để cập nhật các sản phẩm rẻ và mã giảm giá liên tục. Thì mọi người theo dõi kênh YouTube của mình hoặc vào nhóm một mã giảm giá.com nếu mình chưa kịp làm video up lên. Và trong sự kiện trước thì mình đã mua được rất nhiều đồ giá rẻ như là ván trượt, camera hành trình, ghế chơi game, vân vân. Và kênh YouTube mình đạt 100.000 sub thì sẽ có giveaway tặng rất nhiều phần quà cho anh em nhé. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Chúng ta sẽ gặp nhau trong buổi livestream vào ngày 21 tháng 3. Các bạn cảm thấy video có ích, like, share, subscribe đăng ký kênh YouTube của mình để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới mình sẽ giải đáp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Nhưng mà bây giờ bán 20 triệu có ai mua không nhỉ?